cứu một mạng người. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về cô gái mang tên Junko, Nhật Bản, năm 1973. Nhật Bản. Junko, chúc mừng em. Kết quả mấy công trình nghiên cứu về các quốc gia Đông Nam Á của em được hội đồng đánh giá rất cao. Mà thầy ơi, để đề tài mang tính thực tiễn hơn, sắp tới em định đi thực tế tại một trong những nước khu vực Đông Nam Á một thời gian ngắn đó thầy. Ừ, thế cũng tốt. Thế em đã định đi nước nào chưa Junko? Dạ, em sẽ về Việt Nam. Ồ, em làm thầy rất bất ngờ đó Junko. Em sẽ đến Việt Nam ư? Dạ thưa thầy, em rất yêu kính thầy. Em hy vọng sẽ có những trải nghiệm thật ý nghĩa ở quê hương của thầy. Chúc em có một chuyến đi trải nghiệm thật thú vị. Thầy mong chờ tin tốt lành từ em. Sân bay Nội Bài, Việt Nam. Nơi đây có vẻ như vừa trải qua một trận lũ lớn. Dòng suối đang cuồn cuộn chảy. Tớ thấy có gì đó không ổn. Hình như trong chiếc túi bóng đang trôi có một em bé đó. Đúng rồi, trời, có cậu bé thật kìa Michael ạ. Chúng ta phải nhanh chân lên. Này, cẩn thận đó Junko, có kẻ xếp lắm đó. Chị giữ được em rồi, cậu bé. Cảm ơn hai chị. Mà nhờ có hai chị cứu em. Nếu không thì em đã bị nước cuốn trôi đi mất rồi. Em tên là gì? Tội nghiệp quá. Mà sao em lại bị bỏ vào trong đây? Lẽ nào có kẻ bắt cóc em hả? Nhất định các chị sẽ đưa em đến đồn công an gần nhất để lôi kẻ đó ra ánh sáng. Chị à, không ai bắt cóc em hết. Là em tự chui vào đó. Hả? Sao cơ? Thôi chết, lũ cuốn trôi cây cầu của chúng ta mất rồi. Làm thế nào mà qua được suối đây? Hay là chúng ta quay trở lại thôi, hôm nay không đi học nữa. Không được, không được. Chúng ta đã phải nghỉ mấy tuần để sửa trường rồi. Em không muốn nghỉ thêm nữa đâu. Em cũng vậy, em muốn tới trường. Thôi được rồi, anh đã có cách. Anh sẽ buộc các em vào trong túi bóng. Chịu khó nín thở chút, rồi anh bơi qua sông sẽ kéo các em theo, được không nào? Tích quá à. Dạ. Ôi không, lẹn ơi, lẹn. Tội nghiệp các em quá, đến trường gian lao quá. Lẹn à, còn đây rồi. Bố ơi. Cảm ơn các cô. Mà nhờ có các cô, chứ không thì không biết được là con chúng tôi rồi sẽ thế nào đây nữa. Dạ không có gì đâu ạ. Thế hàng ngày các cháu phải đi học xa lắm hả bác? Vâng cô ạ. Tụi nhỏ phải trèo đèo lội suối gần 10 cây số để tới trường. Trời nắng còn đỡ, còn những lúc mưa gió thì nguy hiểm vất vả vô cùng. Một thời gian sau, Nhật Bản, tháng 4. Trời ơi, sao lại có thể có chuyện đó được chứ Junko? Bố mẹ đã hy vọng vào con biết bao nhiêu. Vậy mà tại sao con lại từ chối học bổng du học Mỹ chứ? Tại vì con có một dự định riêng, nên con đã nhường lại học bổng du học cho người khác. Xin bố mẹ hiểu cho con ạ. Con cũng đã tốt nghiệp rồi, thế trước mắt con định làm gì hả Junko? Dạ, trước mắt thì con sẽ ra ngoài làm thêm ở mấy quán ăn ạ. Con xin phép bố mẹ. Trời ơi là trời, ông có nghe thấy con gái của ông đó nói gì hay không? Nó bỏ việc du học chỉ là để làm bồi bàn thôi hay sao? Trời ơi, một cử nhân quan hệ quốc tế mà giờ đây chỉ đi phục vụ bàn thôi à. Xin chia buồn với ông bà về sự ra đi này của Junko. Thầy Dương ạ, đây chính là ước mơ ấp ủ của Junko. Thời gian qua chúng tôi đã không lắng nghe con bé,
bà cứ trách móc, coi thường những quyết định của con bé. Nào ngờ những ngày cuối đời, con bé đã tất bật làm đủ mọi việc để gây quỹ xây dựng một ngôi trường cho các em nhỏ tại Việt Nam. Vâng, tôi hiểu bậc làm cha làm mẹ với ông bà. Thật xúc động trước tấm lòng nhân ái của Chun Cô. Tôi sẽ cố hết sức mình để biến những dự định, ước mơ của em ấy trở thành hiện thực. Tiếp nối di nguyện còn đang dang dở của Chun Cô, bố mẹ cô đã cùng nhau xây dựng một ngôi trường tiểu học khang trang giữa lưng chừng núi, với 8 phòng học, một nhà thi đấu và một công trình vệ sinh. Từ đó, Lẻn và các bạn của mình không còn phải vượt đèo băng lũ tới trường nữa. Và để tưởng nhớ đến cô gái nhân hậu, giàu tình thương. Sự tích Hoa Bồ Công Anh. Ngày xưa, vào thời kỳ các quốc gia trên thế giới bắt đầu được hình thành, tất cả đều sục sôi khí thế đấu tranh, xây dựng vị thế vững mạnh cho quốc gia. Trong một quốc gia nọ, một vị vua có 2 người con trai. Cả 2 đã đến tuổi trưởng thành và đều văn võ song toàn. Vì thế mà vua cha rất phân vân, không biết nên truyền lại ngôi báo cho ai. 18 năm ôn văn luyện võ, vậy các con cho ta hỏi, ước nguyện lớn nhất của các con là gì? Dạ thưa cha, ước nguyện lớn nhất của con là rèn giũa cốt cách, trở thành một vị vua anh minh, được lòng muôn dân ạ. Dạ, thưa phụ hoàng và mẫu hậu, ước nguyện lớn nhất của con chính là được chinh phục muôn nơi, cai trị muôn dân, thống lĩnh nhiều vùng đất ạ. Ta rất vui vì các con bắt đầu có ý thức về trọng trách của mình. Vì vậy, này ta gọi các con tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngày hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu gọi chúng con tới, có điều gì muốn dạy bảo ạ? Cũng đã đến lúc ta cần truyền lại ngôi vua, nhưng ta lại có 2 người con trai mà ai cũng tài giỏi, nên ta vẫn còn rất phân vân. Chính vì lẽ đó mà ta sẽ đưa ra cho các con một thử thách. Nếu ai giành chiến thắng thì ta sẽ truyền ngôi lại cho người đó. Này, ở phía biên giới đang xảy ra cuộc hỗn chiến tranh giành đất đai giữa ta và các nước láng giềng. Vì vậy, một đứa thì hãy về đằng đông, một đứa thì đi về phía tây. Trong vòng 2 tháng, nếu ai dẹp được phản loạn và được lòng muôn dân vùng đó, thì đó là người chiến thắng và đương nhiên sẽ được truyền ngôi báo. Hả? Người định đẩy 2 con của chúng ta vào chỗ chết à? Ngoài đó, chiến trận hỗn loạn, nguy hiểm như thế. Thân làm trai, cần xông pha chiến trận. Ta mong các con không phụ lòng ta. Dạ thưa vâng. Này vương quốc có giặc, lúc này việc quan trọng là làm sao dẹp được loạn, mang lại bình yên cho dân. Còn việc truyền lại ngôi báo cho ai, xin vua cha hãy khoan. Tốt lắm. Sáng sớm mai các con lên đường, hãy nhớ thật kỹ những điều ta căn dặn nha. Thưa vua cha, chúng con xin vâng. Hãy chiến đấu hết mình vì sự bình yên của vương quốc này. Vâng lệnh vua cha, 2 thái tử người về đằng đông, kẻ về đằng tây, cả 2 đều hừng hực khí thế chiến thắng, khao khát lập chiến công để được vua cha truyền lại ngôi báo. Hỡi các quân lính, tình hình chiến trận ở vùng biên giới của vương quốc ta đang rất căng thẳng. Vì vậy, thà mong các người hãy cùng ta đồng tâm, đồng lòng chiến đấu hết mình để bảo vệ bờ cõi vương quốc này, lấy lại bình yên cho muôn dân. Các người đồng ý chứ? Chống thần lên vâng. Bây giờ, người hãy cùng ta đi thăm dò binh tình bên kia xem thế nào. Lúc đó ta sẽ có phương hướng đánh địch cụ thể. Muôn tàu thái tử, không nên mạo hiểm như vậy. Quân địch bên kia hung hãn như vậy, bây giờ người đi, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì quân ta khác gì rắn không đầu. Vậy chi bằng hãy để tôi cùng một số lính khác đi thay ngài. Thần làm tướng, đã đứng ở đây thì còn điều gì khiến ta sợ hãi nữa chứ. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Các người nghe đây, ta ra lệnh, trong vòng 2 tháng hãy dẹp tan phản loạn, lấy lại bờ cõi. Nếu không, tính mạng của các ngươi sẽ khó mà đảm bảo. Hả? Chỉ 2 tháng làm sao có thể? Quân địch hung hãn như vậy. Im lặng. Tất cả các tướng và quân lính nghe đây, ai có ý rút lui hoặc thoái chí thì lập tức chém đứt đầu.
Các người thấy không, cuối cùng thì chúng ta đã đánh bại được quân thù. Đổi lại biết bao xương máu của quân lính đã đổ xuống đây. Đã xông pha trận mạc thì phải chấp nhận gian khổ, khó khăn, thậm chí là cả tính mạng của mình. Chào mừng con đã trở về bình an và đem lại tin vui thắng trận cho vương quốc. Còn hoàng huynh của con, tin thắng trận cũng chưa về sao? Vậy thì ngôi vị này... Con và quân lính đã mệt mỏi sau một trận chiến dài, nên hãy nghỉ ngơi đi. Con chuyển truyền ngôi, đợi tin của anh con rồi cha sẽ tính. Vậy là cuối cùng trận chiến đã kết thúc. Từ hôm nay, muôn dân được sống trong thái bình thịnh vượng. Công lao lớn nhất thuộc về các ngươi. Các ngươi chính là những vị anh hùng của vương quốc này. Để có được chiến thắng này, công lao lớn nhất thuộc về thái tử. Thái tử muôn năm. Công lao của ta có đáng là gì so với sự hy sinh của quân sĩ? Hãy truyền mệnh lệnh của ta, ban thưởng tới những người có công. Thái tử an minh. Cả hai cùng giành chiến thắng trong trận chiến này. Thậm chí còn đã giành chiến thắng trước hoàng huynh. Vậy tại sao người được suy tôn, được truyền ngôi lại không phải là nhi thần chứ? Nhi thần không phục. Con không phục chỗ nào? Con đã quên lời ta nói trước khi hai con lên đường rồi sao? Trong vòng 2 tháng, nếu ai dẹp được phản loạn và được lòng muôn dân vùng đó, thì đó là người chiến thắng và đương nhiên sẽ được truyền ngôi báu. Kết quả là dù con đã đánh bại kẻ thù, giành chiến thắng, nhưng con đã thất bại trong lòng muôn dân. Đó là vì trong con khao khát thống trị quá lớn, dân chúng lại không thấy tình yêu thương nơi con dành cho họ. Như vậy làm sao họ nghe theo con được? Con không thấy sau khi hoàng huynh của con chiến thắng, tinh thần muôn dân phấn khởi, ai cũng ủng hộ và bày tỏ sự tin tưởng đối với anh con hay sao? Để cai trị và mở rộng lãnh thổ quốc gia thì chỉ có thể dùng bạo lực. Còn cứ kiểu nhu nhược như hoàng huynh thì mãi mãi vương quốc ta cũng chỉ nhỏ như một dấu chấm trên bản đồ mà thôi. Rồi con sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy đã sai lầm khi không tin tưởng con. Hận thù với ai chứ? Với máu mủ của mình thì không nên con ạ. Ở vương quốc này, con không thể thực hiện được ước nguyện của mình. Khi người được truyền ngôi báu không phải là con, vậy thì con sẽ đi. Nếu con đã quyết định như vậy thì từ hôm nay ta sẽ coi như không có con. Nhất định sau này ta sẽ trở về trả thù, chiếm lấy vương quốc này, lấy lại những gì đáng lẽ sẽ thuộc về ta. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, đi qua biết bao nhiêu ngôi làng với hàng ngàn trận đánh, thái tử đã thiết lập đội quân riêng cho mình, thành lập quốc gia riêng và không ngừng làm quốc gia đó trở nên hùng mạnh. Nhiều năm sau, hoàng đế muôn năm, hoàng đế muôn năm. Thời gian dần trôi, cũng đã đến lúc thái tử quay trở về thực hiện lời thề năm xưa của mình. Giờ ta sẽ trở về quê hương. Ta muốn vua cha và mẫu hậu nhìn thấy thành quả hôm nay của ta. Thôi được rồi, trời đã tối, nên các ngươi hãy dừng chân ở đây đi. Sáng sớm mai chúng ta tiếp tục lên đường. Tuân lệnh. Dạ, xin kính mời quý khách vào trong ạ. Dạ, xin kính mời quý khách ngồi. Quý khách dùng gì để tôi mang lên ạ? Ở đây có những món ngon nào mang lên hết cho ta? Dạ, quán chúng tôi chỉ còn đậu phụ, cá kho và cải xào thôi ạ. Được rồi, người hãy mang lên đi và chuẩn bị thêm đồ ăn cho quân lính của ta nghỉ ngoài kia. Tàu Đức Vua, lần này trở về quê hương, chắc chắn ngài sẽ khiến cả vương quốc phải quỳ rạp dưới chân của ngài. Không có một đất nước nào dám chống lại những đội quân tinh nhuệ nhất của ta. Cha ăn đi cha, đậu ngon lắm ạ. Cha no rồi, còn với em ăn đi. Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy những món này. Chỉ có ở vùng sông nước này, rau cải mới có vị đắng sức đặc trưng. Nhưng một lúc sau lại thấy hương vị ngọt ngào động lại ở cuốn lưỡi. Ngài thật là am hiểu. Chắc ngài đã xa quê cũng đã lâu.
cũng khá lâu rồi. Đối với người xa xứ, cứ nhìn vầng trăng kia, đâu cũng là quê hương. Cứ nhìn vầng trăng kia, đâu cũng là quê hương ư? Dạ. Lão chỉ vô tình nói ra một câu, lẽ nào chạm đến tâm tư của ngài. Vầng trăng ấy đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi đi qua biết bao ngôi làng, bao trận chiến. Dù ở đâu thì cũng là vầng trăng ấy. Nhưng tiếc là bây giờ tôi chẳng thể ngắm nó ở nơi tôi sinh ra. Còn nhiều điều khiến con người ta tiếc nuối lắm. Hồi ấy tôi mới 18 tuổi, đất nước có giặc ở vùng biên giới. Vua cha chả cử hai anh em ta đi dẹp loạn, giành lại bờ cõi. Ai giành được chiến thắng sẽ được truyền ngôi báu. Trước đây lão cũng nghe nói cho không được truyền ngôi báu, nên thái tử thứ đã phải rời bỏ quê hương. Đúng, ta chính là thái tử đó đây. Thật thất lễ, lão thật là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mong ngài thứ tội. Không sao, ngươi hãy đứng dậy đi. Bây giờ đại còn có ý định quay về trả thù không? Thật ra ta đang trên đường cùng quân lính trở về để thực hiện lời thề năm xưa của mình. Nhưng bây giờ ta thật xấu hổ. Ngài đã thay đổi ý định sao? Đúng vậy, bước chân vào đây được nhìn thấy cảnh gia đình nghèo nhưng hạnh phúc bên mâm cơm giản dị, tình cờ nghe được những lời lão nói, ta càng thấm thía hơn nỗi mất mát của mình. Nỗi mất mát ư, thưa ngài? Đúng vậy, khi còn là tuổi trẻ, ta cũng ấp ủ bao nguyện ước cần phải thực hiện. Ta đã đi qua biết bao nhiêu ngôi làng với hàng ngàn trận đánh, đã thiết lập đội quân riêng, quốc gia riêng cho mình. Ta đã đứng đầu muôn dân trong quốc gia hưng thịnh, phát triển. Ta có một quân đội hùng mạnh, máu chiến, đi tới đâu tiếng vang tới đó. Thế nhưng, suốt cuộc ta đã đánh mất rất nhiều điều. Quan trọng nhất đó là gia đình máu mủ, là những người ta yêu thương. Người có thể giúp ta thực hiện nguyện ước cuối cùng này được không? Đó là khi ta chết, hãy chôn ta ở nơi cánh đồng thảo nguyên rộng lớn ở quê ta. Ta muốn linh hồn ta được về với quê hương, để trở về với nơi ta sinh ra. Dù ta ở đâu, bay xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày ta trở về mảnh đất đó thôi. Ta muốn gửi muôn phần hồn ta vào gió, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người ta yêu, phần gửi những người ta đã lỡ hẹn, gửi những người cho ta là không đúng. Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi ta đến có nụ cười, có cả nước mắt. Vâng, thưa hoàng đế. Ít lâu sau, vị hoàng đế băng hà. Theo lời căn dặn, người dân ở vương quốc của ông đã đưa ông trở về thảo nguyên rộng lớn nơi ông sinh ra. Không bao lâu, nơi ông được chôn cất mọc lên một loài hoa. Loài hoa lạ khi nở hoa trông như những chiếc răng của loài sư tử. Khi hoa tàn, những cánh hoa bay theo làn gió. Những cánh hoa tựa như những cây hoa thu nhỏ, dựa mình theo gió mà bay. Sau này, nhân gian gọi đó là hoa Bồ Công Anh, loài hoa gửi gắm những lời nguyện ước. Truyền thuyết Dông Bão. Ngày xưa, khi trái đất đang yên bình, thì bỗng xuất hiện bốn thầy trò quái dị trong khu rừng già phía bên kia sườn núi. Người thầy là một ẩn sĩ quyền năng tên Lokta Moni Eisei và ba người học trò là nữ thần biển cả Moni Makala, hoàng tử mặt đất Vodachun và quỷ Rim Esho được thầy nhặt về nuôi từ sâu trong rừng già. Mới đó mà mình đã già thật rồi. Các học trò thân yêu giờ đây cũng dần khôn lớn cả. Nhìn chúng nó trưởng thành, mình cũng thấy an tâm hơn. Nhớ ngày nào Jim Aisho vừa cất tiếng khóc chào đời, mà giờ lớn nhanh như thổi. Con ngoan lắm, ta sẽ mang con về ở cùng ta. Ngày qua ngày, cả ba người học trò sống cùng thầy trong hang đá. Quỷ dữ luôn bị sự khinh miệt của nữ thần biển cả và hoàng tử.
Này, ra suối lấy nước cho bọn ta tắm nào. Em thấy trong người không khỏe, em không đi nổi. Ta không quan tâm, tóm lại là ta cần nước để tắm ngay bây giờ. Vì My là quỷ, sinh ra đã là quỷ, thì dù có thế nào, My vẫn không thể nào tốt đẹp được đâu. Bản chất xấu xa thì chỉ đáng phục vụ người khác. Đi mang nước về ngay cho chúng tao đi. Đi. Vâng. 5 năm sau. Hôm nay ta sẽ tổ chức một cuộc thi để thử thách lòng kiên nhẫn và khả năng ứng biến của các con. Ai mang về cho ta một chiếc bình đựng đầy sương sớm nhanh nhất, người ấy sẽ thắng cuộc và được báu vật. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Vâng ạ. Vâng ạ. Chuyện này đối với mình thì quá đơn giản. Nhất định báu vật sẽ thuộc về mình. Ôi, đau quá. Tay chân mình đã bị thương và rã rời rồi. Nhưng thầy đang chờ đợi và hy vọng vào mình. Phải cố lên, nhất định My làm được mà. Đây là báu vật bí mật của mình. Lấy sườn sớm, chẳng cần phải nhọc công làm. Bây giờ chỉ cần đến khu rừng là rõ mồn một kết quả. Để nắm chắc được phần thắng trong tay. Giờ này vẫn còn rất sớm. Chắc các học trò của ta đang vất vả lắm để lấy được sương sớm đây. Thưa thầy, con đã đến đây ạ. Con chắc chắn mình là người đầu tiên đem về bình thủy tinh này. Con xứng đáng được nhận báu vật, phải không thầy? Thưa thầy, chúng con đã về rồi đây ạ. Sao chị Moni Makala về sớm thế? Con đã về đầu tiên, lại mang được bình đựng sương sớm nhiều nhất. Đây là quả cầu pha lê duy nhất, quyền lực tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. Sở hữu nó, con sẽ có khả năng biến mọi mơ ước tốt đẹp thành hiện thực. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Còn đây là phần của con nha hoàng tử Vorachen. Dùng cây gậy này con có thể thiên biến vạn hóa. Đây là phần thưởng của con Jim Aisho. Đây là vũ khí con có thể dùng để phòng thân. Thế này là thế nào ạ? Chẳng phải thầy nói phần thưởng xứng đáng chỉ được dành cho một người thôi sao? Là do các con đã dốc lòng cố gắng nên ta quyết định ban thưởng cho cả ba. Mặc dù nữ thần biển cả mới là người thắng cuộc, món quà mà cô ấy nhận là quả cầu pha lê duy nhất và quyền lực nhất. Tuy nhiên, những báu vật của hai con cũng không kém phần quyền lực. Mặc dù mình cũng đã vất vả, trải qua rất nhiều đau đớn mới mang về được thành quả này, tuy nhiên nữ thần biển cả thật sự xứng đáng mà. Mình chấp nhận thua cuộc. Bây giờ các con ai nấy hãy đi làm việc của mình đi. Ta cần tu luyện một lát rồi nghỉ ngơi. Dạ, chúng con xin phép. Nữ thần biển cả, mong chị có thể giúp em một việc. Có việc gì mà hôm nay My nói chuyện khách sáo quá vậy? Chị có thể cho em mượn quả cầu pha lê một ngày được không? My định mượn quả cầu pha lê quyền lực toàn năng này làm việc gì? Không phải là có mục đích gì xấu chứ? Không không, xin chị hãy nghe em nói. Dream Aisho, Dream Aisho, con ơi, con yêu, mẹ không thể ở bên con được nữa. Mẹ đổi tính mạng để lấy sự sống cho con. Mong con đừng tìm về nguồn gốc của mình. Mẹ chỉ mong con có một cuộc sống bình yên thôi. Em là đứa trẻ mồ côi, em muốn tìm lại nguồn gốc của mình. Em muốn biết gia đình của em ở đâu. Mẹ em bị kẻ nào hãm hại mà phải từ bỏ mạng sống để cứu em. Thì lúc ta Buni Aise nói quả cầu pha lê phép thuật cho biết mọi sự thật trên thế gian, nên chị có thể cho em mượn để tìm sự thật không? Dream Aisho à, ta không có ngu ngốc mà đi theo nghe lời của My. My diễn khá lắm, ta nghe mà cảm động quá.
Nhưng để ta nói cho mi nghe, nếu câu chuyện mi kể là sự thật, nếu mẹ mi bị giết thì cũng phải thôi. Mi là quỷ, mẹ mi cũng là quỷ. Quỷ hại người bị giết là điều đương nhiên, có gì mà oan chứ. Mẹ ơi, xin mẹ sơ xin lỗi. Có phải quỷ là loài xấu xa như người ta nói, luôn hèn hạ và thô cuộc trong mắt người khác không mẹ? Tại sao con không biết cội nguồn của mình? Tại sao con chỉ được gặp mẹ trong mơ mà chưa bao giờ có được tình thương của mẹ như muôn loài khác? Bây giờ con không biết mình là ai nữa. Con chỉ thấy mình thật vô dụng mẹ à. Các con chờ ta tụng niệm một lát, rồi chúng ta cùng bắt đầu giờ học. Ai trong số các con đã làm vỡ chiếc đồng hồ cát quý của ta vậy? Thưa thầy, là Rim Esho đã chen lên xem và làm vỡ nó đó ạ. Dạ con không có làm ạ. Không có mà ấp a ấp úng thế kia. Chính tụi ta đã nhìn thấy mi làm vỡ nó, có phải không anh? Phải. Dạ thưa thầy, chính là Rim Esho đã làm vỡ nó ạ. Là quỷ thì bao giờ biết nhận lỗi chứ. Lúc nhỏ con đã nói với thầy là không nên nuôi nó rồi mà. Nó là quỷ, chỉ biết phá hoại và làm hại người khác thôi. Hôm qua cuộc thi kết thúc, tôi thấy bà Mỹ Cả mặt hí hửng ôm quả cầu lên không trung, nhìn bà tự tin thế ớn. Hay ho gì đâu mà tự tin, bà dùng mưu cả thôi. Chính tụi bay thấy bà mang chiếc khăn phép thuật ra phơi sương từ đêm qua, rồi dùng nó vắt vào bình. Nhìn bả lém lĩnh và gian xảo lắm. Phải, tụi em đi qua bên kia cánh rừng, thấy hoàng tử và Rim Esho hì hục lấy từng giọt sương, thấy tội nghiệp lắm. Chẳng qua là họ thật thà, còn biển cả mưu mẹo thì giành phần thắng thôi. Hóa ra chỉ là một trò gian lận của nữ thần biển cả ư? Đáng lẽ quả cột pha lê đó phải thuộc về mình, mình không đáng bị đối xử như vậy. Còn các người, từ nay các người không xứng đáng là anh chị của ta. Nhất định ta phải lấy lại những thứ mà vốn dĩ ta xứng đáng có được. Người nói đúng, biển cả à, bản chất ta là quỷ, không thể nào lương thiện được. Ngươi định làm trò gì nữa vậy, Rim Esho? Tôi đi gặp bà biển cả để lấy lại cái đạo lý công bằng như các người thường lải nhải đấy. Đừng có làm càn, Rim Esho. Ta quyết không cho ngươi trở thối tàn ác đâu. Mi đến đây có việc gì? Ta đến vì thứ ngươi đang giữ chặt trên tay đấy. Đồ hung ác đã đến mức này, ta không tha cho Mi được nữa. Rim Esho à, Mi sẽ phải trả giá với những thứ mình đã gây ra. Ngươi không thể thắng được Rim Esho này đâu nha, đồ ranh con. Ta giết hoàng tử ngu ngốc của ngươi rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Rim Esho, dừng lại đi, chị đã hối hận rồi. Mình yêu thương nhau như lúc xưa em nha. Bản chất ta hung ác là vì giữ lại cay nghiệt của ngươi. Định ngươi trần hồng mong ta tha thứ, trừ khi báu vật đó thuộc về ta. Thì ra mi vẫn ngoan cố, không đời nào. Vậy ta sẽ cho mi biết tay. Khi cả hai đều đuối sức, nàng về lại chốn biển cả của mình. Sóng biển có phần êm dịu đi bớt. Tên quỷ dữ về lại trần gian, tìm thấy chiếc rìu. Hắn tu luyện và đôi mắt lại phục hồi. Thế nhưng lòng hắn vẫn không ngưng ôm lòng oán hận. Và khi hồi sức, hắn lại băng qua cánh rừng, rồi đến đại dương đi tìm gặp nàng biển cả để cướp lấy báu vật năm xưa. Lần này mới nhất định thua cuộc. Rim Esho chết tiệt. Mạng của các người thật lớn, nhưng các người không thoát được ta đâu. Cả ngàn đời sau nữa vẫn vậy. Nhớ lấy những gì ta nói hôm nay nha. Khi đợi báo vật thuộc về ta, chúng người mới được yên thân. Trận chiến không hồi kết giữa nữ thần biển cả và quỷ Rim Esho gây nên sóng to, gió lớn, đất trời rung chuyển. Người ta gọi đó là chân bão. Cứ như thế,
mỗi lần thu phục được sức mạnh, quỷ lại đi tìm nữ thần biển cả khiêu chiến để trả mối thù năm xưa, nên hiện tượng giông bão trong thiên nhiên vẫn không hồi kết. Giá như nữ thần biển cả nói với Dream Eshow rằng anh cũng có thể là một Dream Eshow ngoại lệ trong đàn quỷ dữ, có thể giông bão sẽ không diễn ra. Chuyện cổ tích của hai nàng công chúa. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, đức vua có hai nàng công chúa là Daisy và Rose. Rose là chị, mồ côi mẹ từ nhỏ. Nàng sống cùng mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ, Daisy. Trong khi Daisy vô cùng xinh đẹp, được cưng chiều từ nhỏ, thì Rose lại nhỏ thó, xấu xí, nên nàng thường bị ghẻ lạnh. Cái con nhỏ Rose đó thật là đáng ghét. Rose, nó lại làm điều gì khiến con gái yêu của mẹ phật ý hay sao? Con bé người hầu vô ý làm rách tà váy của con. Con chưa kịp trừng phạt thì Rose xấu xí từ đâu chạy đến can thiệp vào, còn nói lý lẽ khiến ai cũng ủng hộ nó. Nó lúc nào cũng tỏ vẻ là người tốt, làm con mất mặt với lũ hầu gái. Thật tức không chịu nổi mà. Nếu cứ thế này, một ngày nào đó nó sẽ lấy lòng cha con để làm nữ hoàng mất. Ta sẽ tìm cách để tống cổ con bé đó ra khỏi cung điện này. Ta đã có cách, con lại đây. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của ta đang rất vui, nên có chuyện muốn hỏi các con. Nếu có một điều ước, các con mong muốn điều gì, Rose, Daisy? Không được, mẫu hậu đã căn dặn ta phải nghe lời, cứ lấy lòng vua cha trước, mọi chuyện để tính sau. Dạ thưa vua cha, con không cần vàng bạc châu báu hay bất cứ thứ gì trên đời này, con chỉ ước vua cha mãi mãi mạnh khỏe để ở bên cạnh con. Giỏi lắm Daisy, con đúng là đứa con hiếu thảo khiến ta hạnh phúc lắm. Còn Rose, ước muốn của con là gì? Dạ thưa cha, con ước được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của tất cả người dân ạ. Rose, con làm tao quá thất vọng đi. Chẳng lẽ con không có điều ước tốt đẹp nào dành cho cha con hay sao? Ôi trời ơi, Rose thật dại dột mà. Lẽ ra công chúa nên chúc phúc đức vua như Daisy mới phải. Ý của con không phải như vậy đâu thưa cha. Thật uổng công ta nuôi dạy con tử tế, đến một điều ước dành cho cha con cũng không thể làm được. Daisy là em gái của con, nhưng con bé cũng biết lo nghĩ cho cha. Vậy mà con... Thưa cha, con chỉ nghĩ nếu được, con muốn giúp đỡ mọi người dân của mình có cuộc sống tốt hơn. Điều đó là có tội sao thưa cha? Đã sai, con không biết nhận lỗi. Nếu vậy, ta sẽ cho con làm những việc mình muốn. Người đâu, hãy đưa công chúa ra khỏi tầm mắt của ta. Thật đáng đời. Từ nay ta sẽ không phải trông thấy đứa con gái xấu xí nữa rồi. Daisy của ta, vẻ đẹp lộng lẫy của con cùng sự sủng ái của vua cha, chỉ có con mới xứng đáng làm nữ hoàng thôi. Trong cơn tức giận, công chúa Rose đã bị vua cha đuổi ra khỏi cung điện. Chao ôi, không ngờ bên ngoài cảnh vật lại đẹp như vậy. Kìa, cây dừa ơi, sao bạn lại khóc? Đã nhiều ngày rồi, tôi không có nước uống. Cô làm ơn cho tôi xin một chút nước với. Đợi mình nha. Ta sẽ làm một kênh nước từ suối để chảy vào cây dừa này. Như vậy, cây dừa sẽ có nước quanh năm mà không cần đến bàn tay của người khác. Từ sáng cho tới tận tối mịt, công chúa Rose không quản vất vả đào kênh nước nhỏ cho cây dừa. Cảm ơn cô gái tốt bụng, cô nhất định sẽ gặp được thật nhiều điều tốt lành. Đây là việc mà ta nên làm mà. Tạm biệt cây dừa nha.
tại sao các bạn lại bỏ chạy? Hôm qua ở đây có một trận mưa lớn, tổ của chúng tôi bị sập mất rồi. Trời sắp mưa rồi, kiến sẽ không có chỗ ở mất. Cô gái nhân hậu ơi, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cô đâu. Chỉ là một việc nhỏ tôi nên làm mà, các bạn không phải bận tâm đâu. Mệt quá, đi suốt mấy hôm mà chưa được nghỉ ngơi. Có một ngôi nhà nhỏ. Bà ơi, phiền bà, con muốn xin bà chút thức ăn. Và con có thể xin ngủ ở đây một đêm được không ạ? Được chứ, nhưng ta đang bị bệnh. Ta có thể nhờ con chăm sóc cho đến khi ta khỏi bệnh được không? Dạ, con rất sẵn lòng ạ. Rose đã ở lại nhà bà lão. Nhờ có sự chăm sóc của nàng, chẳng mấy chốc, bà đã dần dần hồi phục sức khỏe. Không biết người cha có khỏe không? Rose này, ta rất cảm ơn con những ngày qua. Thực ra ta là bà tiên hạnh phúc. Ta biết con là một người có trái tim nhân hậu. Con xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Ta sẽ ban cho con một món quà thật đặc biệt. Sau khi nhận món quà của bà tiên, công chúa Rosie bỗng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Chào các bạn nhà kiến, các bạn vẫn khỏe chứ? Cô gái tốt bụng, nhờ có cô mà chúng tôi đã có được một chỗ ở tốt. Xin hãy nhận tấm lòng của chúng tôi, cô xứng đáng có được món quà này. Cảm ơn các bạn kiến, tôi sẽ sử dụng số của cải này thật có ích. Cô gái ơi, cô còn nhớ tôi chứ? Bây giờ bạn đã tươi tốt thế này sao? Nhờ có cô, ta đã thoát khỏi sự khô héo, cằn cỗi. Đây là món quà tôi tặng cô. Hãy nhớ khi nào về đến nhà mới được mở ra xem nha. Đừng để ai động vào báu vật này nha. Cũng chỉ vì phút tức giận, bà ta đã đuổi đứa con gái ta thương yêu nhất ra khỏi cung. Không biết giờ này con bé sống thế nào rồi. Dạ thưa đức vua, chúng thần đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể biết công chúa hiện giờ đang ở đâu. Hai ngày nữa ta cùng hoàng hậu và công chúa sẽ đi săn. Hãy chuẩn bị cho ta. Thật kỳ lạ, sao giữa rừng sâu lại có một ngôi nhà tuyệt đẹp đến nhường này. Ông lão, có chuyện gì trong căn nhà đó mà có nhiều người đứng xếp hàng vui vẻ như vậy? Thưa ngài, đó là ngôi nhà của một chủ nhân xinh đẹp và tốt bụng. Cô ấy tên là Rose, đang phân phát lương thực cho những người dân nghèo chúng tôi. Có chuyện này thật sao? Cô gái ấy tên là gì? Dạ thưa đức vua, mọi người gọi cô ấy là Rose, tốt bụng và xinh đẹp ạ. Vua cha, là vua cha ư? Sao người lại đến tận đây? Rose, là con ư? Là con thật đó ư? Trông con thật xinh đẹp, khiến ta không thể nhận ra. Cha ơi, con đã gặp bà tiên hạnh phúc và bà đã ban cho con món quà này. Con chính là cô gái ban phát lương thực cho dân nghèo đó sao? Dạ vâng, thưa cha. Ôi, Rose, không những con sống rất tốt mà con đã cứu sống được rất nhiều người. Thưa cha, thực ra ước muốn của con là dân chúng được hưởng cuộc sống bình an, ấm no, vui vẻ. Nụ cười của họ chính là niềm vui lớn nhất của vua cha. Con thật là có tấm lòng đáng quý. Ta đã trách nhầm con rồi. Thật không ngờ, con nhỏ đó không những còn sống mà còn rất xinh đẹp và nhiều vàng bạc châu báu đến như vậy. Tức chết đi được mà. Không ngờ con bé đó lại may mắn đến vậy. Con nghe nói con bé đó đã gặp được bà tiên hạnh phúc và được ban rất nhiều báu vật đó mẹ. Chúng ta phải tìm cách lấy hết báu vật và loại bỏ con bé đó ra khỏi hoàng cung mới được. Oh,
một quả dừa thật kỳ lạ mẹ ơi. Có lẽ đây là thứ báu vật giúp cho con bé đâu đó có sắc đẹp tuyệt trần đến như vậy nè. Nhanh nhanh nhanh, con hãy mau mở nó ra xem đi. Trời ơi, Daisy à, sao trông con lại kinh khủng thế kia. Mẹ ơi, cứu con với. Con không thể để người khác nhìn thấy con như vậy được. Được lòng của người dân, Rose được đức vua trao quyền trị vì đất nước. Còn Daisy vì quá xấu hổ nên không bao giờ bước ra khỏi phòng của mình. Hoàng hậu cũng thương con nên bệnh nặng qua đời. Kể từ đó, người dân được sống trong hạnh phúc, ấm no. Habogi. Ngày xưa, ở một làng mạc xa xôi, có gia đình nọ, có ba cô con gái đều đã đến tuổi lập gia thất. Trong ba chị em, cô Út là người xinh đẹp nhất, chăm chỉ nhất. Trong khi hai cô chị thì đỏng đảnh, lười biếng, lại tỏ ra khó chịu với em ra mặt. Lúc nào cũng ra cái vẻ chăm ngoan, chưa chắc đã hơn được tuổi chị nha em. Theo tục lệ trong vùng, mỗi cô gái đến tuổi trưởng thành sẽ chọn ý trung nhân của mình bằng cách gọi ra họ của người mình muốn lấy làm chồng. Các con nay đều đã lớn khôn, các con đã quyết xem chồng mình sẽ ban họ gì hay chưa? Bây giờ cha sẽ thống kê những tên họ của các chàng trai trong vùng. Các con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, vì một khi cha công bố kén rể thì các con không thể thay đổi được nữa. Các tên họ trong vùng mình bao gồm có Sarah, Ray, Tina, Smith, Sigurd, Lion, Jada. Smith và Sigurd chính là hai họ giàu có nhất trong vùng đó. Nhưng trời ơi, chị có nhớ các anh chàng trong dòng họ này không? Kẻ thì dốt đến nỗi không biết cưỡi ngựa, bị cả làng cười nhạo. Đấy là còn chưa kể thói công tử bột của mấy anh chàng này. Kẻ thì không có chút lòng từ bi, thương người. Tất cả đều không có nghĩa lý gì với khối gia sản kết xù mà họ sở hữu. Em không có biết đâu, cả vùng này chẳng có ai sánh nổi. Quan trọng là có của cải, lấy họ là chúng ta sung sướng rồi. Những thứ khác đâu có gì là quan trọng. Chị nói cũng phải hen. Cha ơi, chúng con đã nghĩ kỹ lắm rồi. Chồng của con sẽ mang họ Smith. Còn con sẽ không lấy ai ngoài người mang họ Sigurd đâu ạ. Hai họ đó đều là những dòng họ có tiếng tăm, giàu có trong vùng này. Thế còn con gái Út? Trong những cái họ mà cha liệt kê, mình chẳng thích một ai cả. Họ dù giàu có, nhưng đều có tính xấu cả. Dạ, con thì... con đang suy nghĩ cha ạ. Không kết hôn cùng ai nếu người đó không mang họ Habogi. Gì vậy? Habogi? Mình chẳng biết gì về cái họ ấy. Sao nó lại vang lên trong đầu của mình? Sao thế Lina? Kỳ lạ quá. Hay là linh tính đang mách bảo mình? Mình thà mạo hiểm để có thể tìm được người mình hằng mơ ước, còn hơn là chọn một trong số những cái họ vô vị kia. Nếu con lấy chồng, chắc chắn người đó phải mang họ Habogi cha ạ. Habogi? Cha chưa từng nghe người mang họ ấy ở vùng này. Con thật sự muốn thế sao? Thật là cái họ lạ lùng. Nhưng mà biết đâu em nó đã ngắm từ lâu rồi đó cha ơi. Tất cả những gì con muốn nói là chồng con sẽ phải mang họ Habogi thưa cha. Không lâu sau đó, hai cô chị tìm được ý trung nhân trong số những chàng trai mang họ mình đã chọn. Xinh đẹp mà làm gì, chăm ngoan mà làm gì, còn thua xa hai chị đây. Làm gì trên đời này có ai họ Habogi, nó có mà ế đến già. Tôi là Habogi.
cô Út Lina trong nhà đây sẽ là vợ của tôi. Xem kìa, Tabogi đến rồi kìa. Trời đất ơi. Hả? Ông vừa nói gì? Không, ông không thể là chồng con tôi được. Cái tên và họ tôi đều là Habogi. Chính cô Út cũng đã tuyên bố về họ chồng mình. Sao ông lại không hỏi lại cô nhà chứ? Lina, con đừng sợ. Ít ra chúng ta vẫn có thể chờ đến tối. Biết đâu một chàng trai băng họ Habogi sẽ tới. Không cha ơi, con sẽ lấy người này. Cha đừng có như vậy nữa. Nếu đó đã là mong muốn của em ấy. Đúng vậy đó thưa cha, em ấy tự nguyện chứ có ai nài ép gì đâu. Nàng hãy đi theo ta, đừng sợ. Nàng sẽ còn quay lại đây. Nhưng trước tiên hãy đi xem nhà chúng ta đi đã. Lina, nếu con không muốn thì cha không cần phép tắc mặt mũi gì nữa cả. Con không cần phải đi theo ông ta, cả đời ở cùng cha cũng không sao. Cha đừng lo, con đi rồi sẽ trở về mà. Lina, vừa nãy cô vẫn có thể từ chối, sao cô vẫn quyết theo ta? Tôi không thể làm cha và cả dòng họ mất mặt. Hơn nữa, chính tôi đã nói ra đã chọn người có họ Habogi làm chồng, khiến ngài từ phương xa tìm đến. Tôi không thể chối bỏ lời hứa của mình được. Không sao, giờ nàng đến thăm nhà ta và nàng vẫn có quyền từ chối bất kỳ lúc nào. Sao? Nó thuộc về ai vậy? Thuộc về thảo nguyên này. Nàng có nhìn thấy chú ngựa mang yên vàng kia không? Ta có thể bắt nó tặng cho nàng, dù nàng có muốn cưới ta hay không. Cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể nhận. Đó hẳn là ngựa đầu đàn. Nếu mang nó đi thì đàn ngựa sẽ náo loạn mất. Đàn gia súc đó cũng thuộc về thảo nguyên này. Và nàng có nhìn thấy con bò đeo cái chuông kim cương lấp lánh trên sừng kia không? Ta bắt nó tặng cho nàng làm lễ phần cưới nha. Wow, từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy một đàn gia súc lớn như vậy. Chú bò đeo chuông kim cương hẳn là vật báu của Thảo Nguyên. Tôi không thể mang nó đi. Nếu như là lễ vật thì chỉ một chú bò bình thường là được rồi. Đây là nhà của ta và cũng là nhà của nàng, nếu nàng nhận lời lấy ta. Ngày ấy hắn đã du mục trên các miền thảo nguyên cả cuộc đời, chăm chỉ lao động và sống giản đơn. Một người tốt chỉ cần như vậy là đủ rồi. Lina, nàng nghĩ gì vậy? Ta không ép buộc nàng đâu. Nếu không, là ta tự nguyện. Vẫn như lời đã nói ban đầu, ta sẽ làm vợ của ngài. Cảm ơn nàng. Đám cưới là việc lớn của đời người, ta muốn tự tay chuẩn bị. Giờ ta sẽ nhờ bác Joan bác họ ta đưa nàng về. Và đúng 3 ngày sau bác ấy sẽ đưa nàng trở lại. Khi ấy tiệc cưới đã sẵn sàng. Nàng có bằng lòng không? Được, ta làm theo ý của ngài. Thưa ngài, chúng tôi xin được gửi ngài chút lễ vật nhỏ, xem như là ra mắt nhà gái. Thật là cám cảnh. Xem con ngựa, con bò cộm kia là đủ hiểu tất cả rồi. Thế còn Habogi, sao ngày ta không cùng đến? Dạ, ngày ấy đang ở nhà chuẩn bị cho đám cưới. 3 ngày sau, bác Joan sẽ đưa con và cả nhà ta trở về đó ạ. Hả? Chú rể mà không đến đón vợ mình sao? Con, dạ con, ngày ấy đã muốn như vậy. Chuyện cũng không có gì lớn thôi cha. Rõ là bẻ mặt mà. 3 ngày sau, như lời hẹn, người bác họ của Habogi đưa gia đình nhà gái đến tiệc cưới. Trời ơi, giá mà có được vài ba con gia súc béo mầm kia thì đã là giàu to lắm rồi.
đừng nói kia là nhà của em Út ta đấy nhé. Đó là nhà của em đó. Chuyện này là sao? Ông già Habugi, chú rể của cô Út đâu rồi? Tôi chính là Habugi, là vua của vương quốc Kali trên thảo nguyên này, và từ ngày hôm nay sẽ là chồng của nàng Lina đây. Chàng là Habugi sao? Ta đã đối đầu với phù thủy thảo nguyên để bảo vệ vương quốc và bị mũ yểm một lời nguyền độc địa biến thành già nua. Chỉ khi nào có một người con gái đến thảo nguyên này mà không bàn đến vật chất, những thứ quý giá nhất, không chơi túp lều sập sệ và đồng ý lời cầu hôn của ta, thì khi ấy lời nguyền bị phá bỏ. Vậy còn việc trong đầu óc của ta cứ văng vẳng họ Habugi từ trước cả khi chàng đến? Nhờ bác Chuan của ta muốn biết chút ít pháp thuật thôi miên mà cái họ Habugi đến tai các cô gái trong vùng, và ta đã tìm được nàng, và chỉ duy nhất nàng có thể cảm thông ta. Thế là người em Út xinh đẹp, hiền lành đã nên duyên cùng Habugi, vua của vương quốc xinh đẹp miền Thảo Nguyên, và sống hạnh phúc mãi mãi. Đất quý, đất yêu. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, nhà vua và hoàng hậu sinh hạ được một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Trái với mong muốn của nhà vua, hoàng tử không chịu học hành, chỉ suốt ngày hưởng thụ. Đã nhiều lần cha mẹ nhắc nhở, nhưng hoàng tử vẫn bỏ ngoài tai. Nhảy múa nữa đi, ta sẽ cho các ngươi rất nhiều tiền. Đức vua và hoàng hậu giá đáo. Lùi hết đi cho ta, thật không ra thể thống gì nữa rồi. Người dân còn phải đói khổ, mà con ở đây ăn chơi xa xỉ, còn có xứng đáng là hoàng tử của vương quốc này nữa không? Lại chuyện này nữa ư? Tiền bạc của vua cha nhiều không xuể, còn tiêu pha một chút có đáng là bao? Đưa hoàng tử về phòng cho giải rượu đi, đợi hôm khác ta sẽ nói chuyện với hoàng tử sau. Vâng ạ. Con ăn chơi hưởng thụ như thế này, chắc đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn không thể nào mà yên lòng được. Đức vua à, xin người đừng kích động mà, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bệnh của người mỗi lúc một nặng hơn đó. Thiếp cũng rất buồn lòng. Chúng ta đã cố gắng đem hết cho hoàng tử những điều tốt đẹp nhất. Và có lẽ chính sự nuông chiều của ta đã khiến cho hoàng tử trở nên hư hỏng mất rồi. Nhưng bệnh tình của nhà vua ngày một trở nặng hơn. Nhiều thái y đã tới thăm bệnh cho người, nhưng không một ai tìm được thuốc chữa. Một thời gian sau, cả đất nước đã chìm trong sự tang thương vô cùng buồn bã. Nhà vua đã băng hà rồi. Một thời gian sau, hoàng hậu, sao cha con mất đã lâu mà đến giờ này việc đưa con lên ngôi vẫn còn chậm trễ như vậy ạ? Cha con mất rồi, con không cảm thấy đau buồn một chút nào hay sao? Tại sao con lại là một người nhẫn tâm và vô cảm đến như vậy hả con? Nhưng đất nước một ngày không thể không có vua. Con là con trai duy nhất của nhà vua, con cần phải kế vị ngai vàng để cai trị đất nước. Nếu không, bọn phản loạn sẽ nhân cơ hội này mà làm rối ren triều chính. Tất cả những gì cha con để lại cho con chỉ là một mảnh ruộng ngoài kinh thành thôi. Lát nữa, ta sẽ sai quân lính đưa con đến để tiếp nhận mảnh ruộng của mình. Người nói sao? Vua cha thực sự chỉ để lại cho con bấy nhiêu thôi sao? Đúng như vậy. Thay vì ngồi đây than vãn, ta nghĩ tốt nhất con hãy bắt tay vào việc cuốc đất, ươm giống để chuẩn bị cho một vụ mùa mới đi. Trời ơi! Vua cha chẳng thương yêu gì con hết. Con không muốn, và con cũng không cần mảnh đất vô dụng đó đâu. Con sẽ ra đi, không ở lại nơi này nữa. Cái đó là tùy ở con. Chủ quán, cho ta một phòng hạng sang, thức ăn ngon và rượu ngon, mau mang hết lên đi. Dạ vâng, thưa quý khách. Cút đi, hết bạc rồi mà còn đến quýt tiền à?
Người dám đối xử với ta như thế ư? Ta đây chỉ cúi rạp với người nhiều tiền, còn ngươi thì mau biến khỏi đây, không ta cho một trận no đòn bây giờ. Đói quá, tiền bạc hết sạch cả rồi. Thôi thì hôm nay ngủ tạm ở đây, ngày mai cố đi đâu đó kiếm miếng gì ăn vậy. Mai mà xin được cái bánh này, chứ không mình cũng chẳng còn sức mà đi nữa. Mình đã vượt qua cả lãnh thổ quê hương rồi, có lẽ đây là đất nước láng giềng Ethiopia trù phú. Nhất định ta phải bắt đầu từ bây giờ. Chẳng lẽ ngày nào cũng đi xin ăn? Đêm nay ta đành ngủ tạm ở đây. Thì ra bên trong này có người. Uống cho thật say. Từ hôm nay chúng ta đã có cả một món hời kia rồi, không lo bữa đói bữa no nữa. Cậu gái xinh đẹp như vậy bán có đến cả ngàn lượng ấy chứ. Chắc chắn là con gái nhà lành bị rơi vào tay của bọn cướp bóc rồi. Mình phải làm thế nào để cứu cô ấy đây? Anh là ai? Đừng sợ, tôi đến để cứu cô. Tôi không làm hại gì cô đâu. Nhanh lên, chúng ta cần phải thoát khỏi khu rừng này trước khi trời sáng. Cô cố gắng lên, chúng mà đuổi được, chúng ta sẽ không toàn mạng đâu. Tôi không thể chạy được nữa rồi. Đây hình như là thị trấn rồi, có lẽ chúng ta đã an toàn. Bác ơi, có chuyện gì mà mọi người lại khóc lóc đau buồn thế? Đó chính là công chúa bị bắt cóc. Từ hôm mất con, vua lâm bệnh nặng. Nhà vua thương dân vô cùng. Nghe tin vua đổ bệnh, ai cũng không khỏi đau xót. Cô, người trên bức hình đó chẳng phải là cô hay sao? Thì ra cô chính là công chúa ư? Tôi không biết, nên đã thất lễ rồi. Anh nào có lỗi gì? Ơn cứu mạng của anh đối với ta sâu như biển lớn. Nếu không có anh, ta đã mất mạng rồi. Cha ta đang lâm bệnh nặng, anh có thể đưa ta về cung ngay bây giờ được không? Cha, cha ơi, làm sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Con đã về với cha rồi đây ạ. Cha, cha ơi. Công chúa, là con thật rồi. Con về rồi đấy ư? Con chẳng may sa vào trong tay bọn cướp. Chúng lôi con vào tận sâu trong rừng phía đông. Cha, mới có mấy hôm mà cha đã đổ bệnh nặng như thế này hả cha? Con trở về bình an thế này, ta sẽ tự khắc khỏi bệnh mà thôi. Là ai đã cứu con? Cha đã mang ơn người đó rồi. Chính là chàng trai này đã không quản ngại hiểm nguy và cứu con đó cha. Đây là việc mà thần nên làm. Người đã tốt bụng lại còn khiêm tốn, thật đáng trân trọng. Nào chàng trai, đối với người thứ gì là quý giá nhất trên đời này, bất cứ thứ người muốn, ta đều có thể ban thưởng cho ngươi. Dạ thưa đức vua, với thần thì của cải, tiền vàng là quý giá nhất trên đời này. Có những thứ ấy sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ gì. Truyền lệnh của ta ban thưởng cho chàng trai này 1.000 đồng tiền vàng cùng 10 mâm ngọc ngà châu báu. Tạ ơn đức vua. Giờ trong tay ta đã có rất nhiều của cải đắt giá rồi, mẫu hậu sẽ không còn khinh ta được nữa. Đứng lại, xin hãy đứng lại. Họ đổi ý muốn đòi lại những tặng phẩm này sao? Phải nhanh đi khỏi đây thôi. Dừng bước, dừng bước. Đứng lại, ngài không nghe thấy sao? Các anh định làm trò gì? Làm cái gì vậy cơ chứ? Ta là người mới được quốc vương ban thưởng đó. Các người muốn mất mạng hay sao? Xin ngài thứ lỗi. Đây là tục lệ bắt buộc của đất nước Ethiopia mà bất cứ ai cũng phải tuân theo. Chúng tôi không thể để anh rời đi mà mang theo thứ quý giá nhất của chúng tôi. Thứ quý giá nhất? Chẳng nhẽ đức vua muốn đòi lại những của cải ngài đã ban thưởng cho ta sao?
Họ làm hành động quái quỷ gì thế? Thật là khó hiểu. Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi ạ. Đây là tục lệ gì mà lại kỳ lạ như thế? Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất Ethiopia là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp ngài với những khách quý. Quốc phương đã tặng các ông nhiều tài sản vật hiếm. Xong, đất Ethiopia đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không bao giờ để ngài mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ. Thì ra, thứ quý giá nhất đối với người dân Ethiopia này không phải là vàng bạc, mà là đất đai ư? Đúng vậy, thưa ngài. Ta rất ngạc nhiên, sao nơi đây có thể thịnh vượng và trù phú đến vậy? Họ coi đất đai là tài sản vô giá và làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Từ mảnh đất này sẽ tạo ra hết tất cả của cải khác. Thì ra vua cha đã để lại cho mình thứ quý giá nhất rồi. Con xin người thứ lỗi vì đã làm cho vua cha và hoàng hậu lo lắng. Con đã thực sự nhận ra bài học cho đời mình. Con đã biết yêu quý đất đai, nhận ra rằng cần phải tự mình làm đến tất cả. Từ hôm nay, con sẽ không ăn chơi lêu lỏng nữa đâu ạ. Ta mừng vì con đã thực sự trưởng thành. Kể từ đó trở đi, hoàng tử thêm yêu và trân trọng những mảnh đất trên vương quốc của mình. Hoàng tử trở thành một vị vua anh minh, luôn có những chính sách khuyến khích người dân lao động. Những thửa ruộng trong vương quốc quanh năm xanh tốt, mùa màng bội thu. Hoàng tử giàu lòng nghĩa hiệp. Ngày xưa, có ông vua nọ, một lần đi săn bị lạc trong khu rừng rậm hoang phu, ma mị, vượt xa khỏi lãnh thổ của vương quốc. Sau 3 ngày đêm bị đói rét hành hạ, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi rừng. Hỡi ông bạn bị lạc, có muốn nhận sự giúp đỡ từ lão hay không? Nếu ông có thể đưa tôi ra khỏi rừng, thì ông muốn gì tôi cũng trả. Ta đây chỉ cần cái vật đầu tiên xuất hiện trước mặt ông khi ông về đến nhà thôi. Vật đầu tiên đó chẳng phải con chó săn ngự ở cổng điện hay sao? Cho đi có khó gì chứ, ta không thể chịu nổi đến lúc quân tùy tùng tìm thấy mình được. Ta đồng ý, hãy đưa ta về nhà của mình. Ta chính là đức vua của vương quốc Cai La. Hãy nhớ lấy điều kiện, 1 năm sau ta sẽ đến lấy thứ thuộc về mình. Kìa, không thể tin nổi, ta đang đứng trước điện của mình. Ông già nhỏ thó đó sao có thể? Thưa đức vua đáng kính, người đã về rồi. Hoàng hậu dặn tôi đưa em bé ra đây đón người. Trong lúc người đi săn, hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử kháu khỉnh. Bệ hạ thứ lỗi, vì có em bé nên chú chó bệ hạ quý ở cổng điện tôi đã nhốt lại rồi. Ta đây chỉ cần vật đầu tiên xuất hiện trước mặt ông khi ông về đến nhà. Mau đưa đứa bé đi chỗ khác cho ta. Lão già đó không biết là ma quỷ nơi nào. Ta sao có thể giao hoàng tử con trai mình cho hắn kia chứ? Vua bèn đổi con mình, bé trai khôi ngô kháu khỉnh lấy con gái của một người nông dân. Vì mệnh lệnh bảo vệ cốt nhục hoàng gia mà vợ chồng nông dân phải đứt ruột trao đi con đẻ. Trở nên luôn lo lắng và sợ hãi. Thời gian thấm thoát trôi đi, cậu bé lớn lên thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và rất hiếu thuận với 2 vợ chồng người nông dân.
Mẹ đã nói con cứ ở nhà đọc sách, việc đồng án cứ để cho ba mẹ mà. Con thật không hiểu sao con động đến việc gì ba mẹ cũng không cho con làm vậy. Vì sao ư? Vì sao ư? Bà làm sao thế? Cô nín nhịn đi. Sắp 20 năm trời, tôi không biết con đẻ mình sống chết ra sao. Ông bảo tôi nhịn nhục như thế nào nữa. Còn cậu ấy là hoàng thân, để cậu ấy làm những bần nông của chúng ta sao? Bà im lặng đi. Bố mẹ đang giấu con chuyện gì phải không? Xin hãy nói ra cho con được biết ạ. Vợ chồng người nông dân sau đó đã nói tất cả sự thật cho vị hoàng tử thật sự, cũng như số phận bất hạnh của con gái mình nơi khu rừng hoang vu với ông già lạ mặt. Vậy là gần 20 năm nay, một cô gái đáng thương đã phải làm vật thế mạng cho con. Con có quyền biết sự thật, nhưng đó là sắp xếp của cha con, đức vua tối cao, con hãy tuân theo ông ấy. Nhưng hoàng tử trẻ không thể nghe theo sự sắp đặt hại số mạng của một cô gái vô tội. Chàng đã thẳng hướng đến khu rừng nơi 18 năm về trước vua cha đã bị lạc đường, lại dùng cách đi lạc dụ lão già kỳ lạ xuất hiện. Trời ơi, tôi đang ở đâu thế này? Có ai giúp tôi ra khỏi khu rừng không? Ta sẽ giúp nhà ngươi, nhưng sẽ chẳng giúp không công đâu. Đúng là ông già ma quái này rồi. Nhưng tôi không có của cải, cũng không có người thân, biết lấy gì trả ơn ông? Người không có gì trả công mà muốn ra khỏi đây thì phải vượt qua 3 thử thách của ta. Bằng không, ngươi sẽ phải làm đầy tớ vĩnh viễn cho ta. Được, ta đồng ý. Sally, mau dọn hết thức ăn lên. Có ngay đây, thưa ông chủ. Đúng là nàng ấy rồi, ta nhất định sẽ giải thoát nàng. Thử thách đầu tiên, ngày mai ngươi phải cắt đủ số cỏ cho con ngựa bạch trong ngày, rồi dọn sạch chuồng ngựa cho ta. Tất nhiên tôi sẽ làm thật tốt rồi. Đây là chỗ ngủ của chàng, con ngựa mà chàng phải cắt cỏ cho nó chính là bà nội của ông chủ. Cần 20 người đàn ông luôn tay cắt cỏ mới đủ cho nó ăn một ngày, và 20 người khác quét dọn chuồng ngựa mới xuể. Trời ơi, vậy sao tôi có thể... Ông chủ là một phù thủy, muốn giữ anh làm nô lệ mãi mãi. Nhưng mà ngày mai, khi đã đổ đầy máng cỏ lớn, anh hãy bện sợi dây chắc và đẽo một cái cọc dày, để cho con ngựa thấy tất cả việc anh làm và nói với nó rằng... Nhà ngươi làm gì thế hả? Với sợi dây này, ta định sẽ buộc mõm ngươi lại, để ngươi không thể ăn được. Còn với cái cọc này, ta sẽ cột ngươi vào một gốc, để ngươi không thể phóng uế khắp nơi. Sao? Như vậy đủ để ngươi nhận chủ mới chưa hả? Ngươi cũng thông minh đấy. Nhưng ngay bây giờ, hãy đi vắt sữa con bò đen cho ta. Hãy coi chừng đấy, phải vắt không còn một giọt nào. Dù anh có làm cực lực thì cũng không xong. Con bò đó vốn là cô của ông chủ. Chỉ có một cách là khi đi vắt sữa, hãy mang theo một nồi than nóng và một cái kẹp đặt vào nồi, thổi hết sức chàng sao cho các hòn than bốc cháy. Sau đó... Ngươi đang làm gì thế? Chẳng có gì. Ta chỉ nung nóng cái kẹp sắt này, phòng trường hợp ngươi lại không muốn tiết ra nhiều sữa như ta muốn. Với cách cô gái mách, con bò sợ hãi và ngoan ngoãn để chàng trai vắt đến khi không còn một giọt sữa nào. Ngươi thật sự thông minh. Hãy có kẻ phản bội đã bày mưu tính kế cho ngươi. Ngày mai ngươi hãy cùng ả hầu nữ của ta cưỡi trên mình con ngựa ô chạy vào rừng chuẩn bị đồ ăn. Mấy lần vượt qua thử thách này đều là nàng giúp cho ta. Giờ đã đến lúc để ta đưa nàng bỏ trốn rồi. Vậy là ông chủ đã phát hiện ra ta đã giúp cho chàng. Việc lâu nay ta bí mật học vài bùa phép đã bị lộ, và ông ta muốn tiêu diệt cả hai ta. Con ngựa ô ấy không ai khác chính là ông ta biến hình đó. Vậy ta sẽ không cưỡi lên nó nữa. Ta sẽ cùng nàng bỏ trốn ngay bây giờ. Nhưng đó là thử thách thứ ba mà chàng phải thực hiện. Ngày mai chàng cứ lên mình ngựa, cầm chắc cương,
khi con ngựa chạy, chàng hãy cố giật cho được chiếc vòng ngọc ở cổ nó. Đó chính là chiếc vòng pháp thuật mà nếu có nó, ta có thể biến thành bất cứ thứ gì. Giờ là lúc ta tiễn các người xuống địa ngục. Biến chúng ta, những người trên lưng ngựa thành đôi chim ưng và con ngựa thành chim sẻ, sẽ không gây hấn gì khi rơi xuống vực. Lão phù thủy trong bộ dạng con chim sẻ bị mất hoàn toàn phép thuật, xém mất mạng, không bao giờ lừa hại ai được nữa. Khu rừng lão yểm bùa để trú ngụ cũng vĩnh viễn biến mất. Bấy giờ, hoàng tử trẻ thú thật tất cả câu chuyện tráo đổi của đức vua cha với cô gái xinh đẹp và can đảm, con gái người nông dân, và ngỏ lời muốn kết duyên cùng nàng. Còn về phần đức vua, sau bao nhiêu năm, ông vô cùng ân hận vì việc tráo đổi ngày xưa, nhưng cô gái nhân hậu đã tha thứ cho ông. Ít lâu sau, hoàng tử và cô gái nên duyên trong đám cưới hạnh phúc, trở thành những người trị vì của vương quốc. Mùa yêu của nàng Deianira. Ngày xưa, ở vương quốc Calydon xứ Elis, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp tên là Deianira. Một ngày nọ, có một chàng dũng sĩ tới tìm nhà vua để báo tin về Melegre, anh trai của công chúa. Hỡi chàng dũng sĩ xa lạ, không biết ngươi tìm ta và công chúa có chuyện gì? Dạ thưa đức vua, thưa công chúa, tôi là Hercules, con trai của thần Zeus tối cao. Cách đây một thời gian, tôi có duyên gặp linh hồn của Melere ở dưới địa ngục. Ngày ấy có nhờ cậy tôi rằng hãy cưới Deianira làm vợ và cho nàng ấy một chỗ nương tựa vững chắc. Làm sao chúng ta tin lời ngươi được đây? Ngày ấy nói tôi hãy mang thanh kiếm này để làm tin, nhà vua và công chúa ắt sẽ hiểu. Con trai xấu số của ta, đúng là thanh kiếm Melere đã mang theo bên mình khi còn sống rồi. Deianira, con có đồng ý lấy anh chàng Hercules này làm chồng không? Thưa cha, con xin đồng ý ạ. Vậy là nàng công chúa Deianira xinh đẹp đã kết hôn với người anh hùng Hercules, và họ sống hạnh phúc vô cùng trong tòa lâu đài tráng lệ. Thưa phò mã, ngài có thư. Ai gửi thư cho chàng vậy? Đó là thư từ quê nhà của ta. Đang có một bọn người tràn đến xâm lược. Có lẽ ta xa quê đã quá lâu rồi. Ta cần phải trở về mảnh đất nơi mình đã lớn lên. Nếu nàng không ngại gian khổ thì hãy đi cùng ta. Em không ngại gì cả, em chỉ sợ không được ở bên cạnh chàng mà thôi. Vậy thì chúng ta phải sắp xếp đi ngay. Vậy là Hercules đã đưa Deianira cùng lên đường trở về quê hương chàng. Họ phải đi qua một con sông chảy xiết. Ở đó, một tên nhân mã khỏe mạnh chuyên chở người qua sông. Tên hắn là Nessos. Ta chỉ đưa được người dẫn lúc qua sông. Ai qua trước đây? Em một mình sang bên đó, lạ nước lạ cái, nguy hiểm lắm. Chàng sang đó trước, rồi đợi em cho yên tâm nha. Nàng nói phải, để ta sang đó trước. Dẫu sao bên này cũng là đất nước của cha nàng, nàng sẽ được an toàn. Ngươi nhớ dạ dàng cẩn thận, đừng để vợ ta bị thương ở đâu đấy. Nếu không thì đừng có trách ta. Yên tâm đi, tôi đưa người qua sông bao nhiêu năm nay rồi, anh đừng có lo. Bên kia sông đang chiến tranh loạn lạc, sao hai vợ chồng nàng lại phải sang đó làm việc nguy hiểm? Chồng ta là người anh hùng Hercules, chẳng có trách nhiệm với quê hương xứ sở trong việc dẹp loạn ngoại xâm. Bây giờ nàng chính là công chúa Deianira đấy. Tao đang nghe nói về sắc đẹp tuyệt trần của nàng rất nhiều rồi. Nay mới được gặp mặt, quả thật nàng còn đẹp gấp vạn lần những gì mà người ta thường đầu tuổi và sự ái mộ nàng. Cảm ơn tấm lòng của nhà ngươi. Bây giờ phiền ngươi đưa ta qua sông với chồng của ta đi. Nàng nghĩ mà sao để nàng qua sông với hắn sao? Không bao giờ. Từ hôm nay, nàng sẽ ở lại đây với ta. Ta sẽ yêu thương và chiều chuộng nàng hơn cả hắn nữa. Hercules, cứu em! Cứu em!
tên nhân mã kia. Thả ngay vợ ta ra, không thì đừng có trách ta. Để xem ông lại chưa xong, người dám ức hiếp vợ ta à? Mũi tên ấy đã tẩm máu độc của quái vật rồi. Đi Anira, nàng đợi một lát, ta sẽ chặt cây kết bè săn đón nàng ấy. Hãy tránh xa hắn ra. Người tránh xa ta ra. Đừng sợ, ta có điều muốn nói với nàng. Người muốn nói gì? Ta không hề có ý xấu, chỉ là ta có khả năng nhìn thấu được đồng người. Và ta biết rằng một ngày nào đó, người đàn ông kia sẽ phá mũi lại tình yêu trung thủy của nàng. Nên ta mới muốn ngăn cản mà thôi. Người nói dối. Ta sắp chết rồi thì còn nói dối đang làm gì? Đừng có thuộc đêm ấy thì anh ta cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Huống hồ anh ta lại thay giỏi và khôi ngô thế kia. Rồi một ngày khi gặp được những người xinh đẹp hơn nàng, anh ta sẽ thay lòng đổi dạ. Đàn ông thường thế mà, ai mà chẳng tham lấy sắc đẹp. Còn nàng thì sẽ già nua theo thời gian. Ta thấy thương cho nàng. Không, ta không tin. Nàng hãy giữ lấy một chút máu của ta và cất đi. Nếu sau này có ngày anh ta phản bội nàng, ta phải tắm máu ấy vào một chiếc áo và đưa cho anh ta mặc. Anh ta sẽ không bao giờ phản bội nàng được nữa. Chẳng nhẽ đến tận lúc hấp hối mà hắn vẫn còn nói dối được sao? Không thể nào. Đi anh đi ra, nàng đừng sợ, sẽ không còn nguy hiểm nào nữa. Chúng ta cùng trở về quê hương của ta nào. Hai ngày sau, vợ chồng Hercules đã trở về tới quê hương của chàng. Ngay sau đó, người anh hùng Hercules dẫn đầu đoàn quân chiến đấu bảo vệ vương quốc, để lại nàng Deianira ở nhà mà không hề biết rằng tai họa sẽ từ đây mà ra. Vú nuôi à, sao Hercules chồng con mãi vẫn chưa trở về? Con thấy trong lòng cứ như lửa đốt vậy. Anh hùng Hercules đã trở về rồi. Chồng của ta đã chiến thắng trở về rồi. Cô gái xinh đẹp đó, cô ta là ai? Nhìn chàng trở về vẫn vui cười như vậy, không có một ánh mắt tìm kiếm ta. Người vợ đã chờ chàng mòn mỏi từng giờ từng khắc. Lẽ nào trong lòng chàng đã thay đổi rồi sao? Cô gái xinh đẹp trở về cùng chồng ta là ai vậy? Dạ, đó là Iole, con gái của vua Eritos của nước bại trận. Cô ta chỉ là một tù nhân mà thôi. Cô ta không chỉ đơn giản là một tù nhân được. Lẽ nào sắc đẹp của cô ta như vậy, Hercules lại không để mắt ư? Rồi một ngày khi gặp được những người xinh đẹp hơn bạn, anh ta sẽ thay lòng đổi dạ. Không, Hercules là chồng của ta, chỉ của một mình ta mà thôi. Để anh đi ra, sao ta không nhìn thấy nàng trong lễ ăn mừng tối nay? Trong lúc đợi chàng trở về, em đã dệt được một tấm áo đẹp lắm. Chàng ướm thử xem áo có vừa với chàng hay không. Áo đẹp quá. Sao, sao bỗng nhiên ta thấy khó chịu quá, đau quá. Để anh đi ra, trái tim của ta như có vật gì đó chặt lại. Chàng chịu đau một chút thôi nha, rồi sẽ hết ngay mà. Có phải chàng vừa thu được một cô công chúa rất xinh đẹp và bị cô ta hớp hồn nên đi biền biệt bao lâu nay chàng không về với thiếp hay không? Nàng nói gì vậy? Công chúa nào ở đây? Ta chỉ huy cả một đoàn quân, làm sao ta bỏ về nhà thăm vợ được? Em không tin. Nhưng thôi, dù sao chàng cũng đã mặc chiếc áo bùa yêu này rồi, chàng sẽ không thể yêu ai khác được ngoài em. Bùa yêu ư? Ai đã cho nàng chiếc áo này? Chiếc áo là em tự dệt, và nó đã tẩm máu của tên nhân mã Nessus bên bờ sông năm xưa. Hắn đúng là tiên đoán như thần. Đoán ra sẽ có ngày một người phụ nữ xinh đẹp sẽ xuất hiện cướp mất chàng, nên đã bày cho em cách này đó. Nàng là vợ ta, sao lúc nào nàng cũng không tin ta như vậy? Đã trúng kế của tên nhân mã ấy rồi. Hercules, chàng sao thế này? Chàng tỉnh lại đi mà, Hercules. Sao chàng lại lạnh ngắt thế này? Không, không, Hercules, chồng của em, chàng tỉnh lại đi mà, Hercules.
Hercules, ta đã hại chàng rồi. Hóa ra không hề có mụ yêu nào hết. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà ta đã trúng kế hại chàng rồi. Vậy là chỉ vì thiếu lòng tin vào tình yêu, thiếu lòng tin vào bản thân mình mà Deianira đã hại chết Hercules. Nàng quá đau khổ mà hóa điên, đi lang thang vào trong rừng. Từ đó không còn ai thấy nàng ở đâu nữa. Còn Hercules sau khi chết, linh hồn chàng được đưa lên đỉnh núi Olympus, nơi thần Zeus cha chàng cai trị, và trở thành một vị thần bất tử. Lễ cưới của Lindrom. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có vị vua già mãi vẫn không có con nối dõi. Lần đó, họ lặn lội đến một khu rừng hoang ở một xứ xa lắc để tìm nhà một nữ ẩn sĩ nổi danh là Thông Thái để xin lời khuyên. Về cung, bà hãy ăn ngay hai củ tỏi này. Đây chính là một phương thuốc để mang thai. Chỉ là ăn hai củ tỏi này thôi à? Ta đã uống không biết hàng nghìn loại thuốc mà vẫn chưa được toại nguyện. Thần xin lấy tính mệnh của mình ra đảm bảo. Ơ kìa hoàng hậu, hãy đứng lại đã. Thưa hoàng hậu. Hoàng hậu có lẽ vì nóng lòng nên vội về cung ngay. Ẩn sĩ có gì hãy cứ dặn dò ta. Mọi chuyện đều đã có số phận rồi. Đức vua hãy trở về đi. Mình chưa từng ăn thứ gì lại đắng khủng khiếp thế này. Phải rồi, vừa nãy đắng quá là do mình quên không bóc vỏ củ tỏi rồi. Sau khi ăn hai củ tỏi, hoàng hậu đã mang song thai và lâm bồn 9 tháng sau đó. Ông trời ơi, đó chẳng phải là một con Lindrom bằng rồng thân cá hay sao? Ta đã sinh ra quái thai gì thế này? Người mau nằm xuống đi, còn một đứa trẻ nữa đang chờ được sinh ạ. Trời ơi, vẫn còn một đứa trẻ nữa trong bụng của ta à. Nàng hãy cố gắng lên, cố lên. Còn con quái vật Lindrom kia, ta sẽ sai tên lính tính cẩn bí mật mang đi thật xa khỏi cung điện. Ôi, con trai của ta, thật may mắn. Con là một đứa bé trai kháu khỉnh, đẹp trai. Lindrom được coi là một quái thai và nhanh chóng bị vứt ra ngoài lâu đài. 20 năm sau, hoàng tử đã trưởng thành, trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú và chẳng bao lâu sẽ kế vị vua cha. Nhưng trước hết, chàng phải tìm cho mình một ý trung nhân. Quái vật kia, người muốn gì? Sao lại vô duyên vô cớ chắn đường ta? Không có gì là vô duyên vô cớ cậu em à. Nếu lấy vợ thì ta lấy xong mới tới lượt của chú em. Hỗn xược, người vừa mới gọi hoàng tử của vương quốc này là chú em đấy. Đừng có tưởng ta sợ loài Lindrom các ngươi. Đừng lớn giọng, nếu không nghe theo lời ta vừa nói, ta sẽ không nể mặt đâu. Trời ơi, tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra với ta chứ? Lindrom nổi tiếng là một loài hung dữ, ăn thịt con người. Tuy nhiên, kể từ khi tự dưng trong loài của chúng xuất hiện một con liên quân xanh, thì không hiểu sao, tính tình của chúng lại trở nên rất hiền lành. Vậy sao nó lại gây sự với ta? Thần nghe nói loài liên quân rất thích ăn thịt trâu bò. Tại sao chúng ta không mang đến những con trâu và con bò béo nhất của hoàng cung dâng cho chúng? Đúng, người thông minh lắm. Vậy hãy chuẩn bị ngay đi. Quái vật Lindrom, ta xin lỗi, ta đã không hiểu hết mong muốn của chú mày. Đây, ta đem đến cho chú mày 10 con trâu béo và 10 con bò béo nhất đây. Hãy im đi và mang ngay mấy thứ giải rách này về. Ta đã nói rồi, lấy vợ xong ta mới đến lượt chú em. Trời ơi, chuyện gì vậy? Nhà ngươi, rốt cuộc nhà ngươi muốn gì? Hỏi Lindrom kia, cứ cho là nhà ngươi thực sự có thù oán gì với ta?
thì sao không tấn công ta đi, mà cứ nói mãi câu vô nghĩa đó chứ? Sao ta phải tấn công người ruột thịt với mình? Muốn rõ sự tình thì hãy về hỏi cha mẹ của ngươi đi. Hỗn xương, và ngươi chớ có ăn nói ngông cuồng. Ngươi ở đây phân bua với ta không có ích gì đâu. Ta trước sau chỉ có một lời đó thôi. Lấy vợ thì ta xong mới đến lượt chú. Ngươi dám? Phụ mẫu, người sao vậy? Lẽ nào những gì tên Liêm Quân đó nói là sự thật sao? Không thể giấu con, bà đành kể lại cho hoàng tử nghe về câu chuyện 20 năm trước. Sao mẹ có thể bỏ anh 20 năm trời trong rừng hoang lạnh? Mẹ có một lần nghĩ anh đã sống ra sao không? Vì thể diện của quốc gia, ta không còn cách nào khác. Con định đi đâu? Anh xin ra trước, con phải rước anh về tìm ý chung nhân tốt nhất cho anh trước khi nghĩ đến việc làm gia thất cho mình. Liêm Quân, ta cần nói chuyện với anh. Anh ở đâu? Hãy ra đây. Có người, sao người dám xâm phạm vào lãnh thổ này? Ta có việc cần gặp anh trai của ta. Ta không có ý thù địch hay muốn làm hại các người đâu. Ngươi cần gặp ta có việc gì? Ta muốn đón anh về hoàng cung để tổ chức hôn lễ theo như ý nguyện. Ta đã bị vua cha và mẫu hậu chối bỏ ngay từ khi mới thành hình hài. Chắc gì họ đã đón nhận ta một lần nữa chứ. Ai cũng phải tìm về cội nguồn của mình. Việc anh tìm em đã chứng tỏ điều đó. Hãy cho họ có thời gian để chấp nhận anh đi. Và thế là hoàng tử trẻ đưa anh trai Liên Rom của mình về hoàng cung, xin phép đức vua và hoàng hậu tổ chức buổi cán vợ cho anh. Nhưng đương nhiên chẳng thiếu nữ nào chấp nhận lấy một quái vật làm chồng cả. Thế là ở một vương quốc láng giềng, có một bà hoàng hậu cực ghét cô con gái riêng của chồng. Bà ta tìm mọi cách ép cô công chúa phải kết hôn với Liên Rom. Nào, hãy nói nguyện vọng của mình với hoàng tử quý quốc đi con gái. Hoàng tử, ta muốn được trở thành vợ của chàng. Vậy nàng không sợ khuôn mặt ta sao? Không sợ lớp vảy cá sắc lạnh trên cơ thể ta sao? Không, ta không sợ gì hết. Nhiều ngày trước đây, ta biết mình sắp phải làm vợ một quái vật, công chúa đã bỏ lâu đài đi lang thang trong rừng sâu. Đừng khóc nữa con gái, con sẽ lấy hoàng tử và sẽ có được hạnh phúc. Con sẽ được hạnh phúc đích thực, chỉ cần con làm đúng theo những gì ta dặn vào đêm tân hôn của mình. Ta thật may mắn khi cưới được người vợ xinh đẹp như nàng. Chàng hãy làm theo lời ta nha. Giờ khi ta cởi chiếc váy cô dâu này ra, chàng hãy cố gắng cậy lớp vảy trên thân và mặt của chàng nha. Nếu đó đã là điều nàng muốn thì ta sẽ làm. Ta sẽ bóc lớp vảy của mình. Điều đó sẽ khiến cho chàng đau đớn, nhưng xin chàng chớ có dừng lại giữa chừng. Không, Liên Rom mà, chàng đừng làm em sợ mà. Hoàng tử đã thoát được lời nguyền. Đó là khi có một cô gái tự nguyện làm vợ chàng, chàng sẽ được trở lại thành người. Chào mừng hoàng tử cả đã trở về. Giờ thì đức vua và hoàng hậu có thể nhận con của mình lại được rồi đó. Con trai, xin hãy thứ lỗi cho những kẻ làm cha làm mẹ này. Xin cha mẹ đừng tự trách mình nữa. Mỗi người đều có số phận riêng của mình thôi. Chuyện gì xảy ra cũng đã là ý trời. Nếu bà kịp nghe lời dặn của ta, sinh ra một đứa trẻ bình thường, thì có lẽ bây giờ quý quốc lại phải đối mặt với cuộc tấn công của quái vật Liên Rom cũng nên. Ý bà là sao? Kể từ ngày loài Liên Rom có thêm một thành viên mới là hoàng tử cả, mọi thứ đã thay đổi. Hoàng tử cả trong bộ dạng Liên Rom và nhân tính của một con người lương thiện đã cảm hóa được loài quái vật này. Hiện giờ ta thấy loài người đã nhân thêm cây trái ngọt trong rừng này. Khi họ săn bắn hái lượm, họ không gây hại đến ta, nên chúng ta cũng đừng xâm phạm đến họ nữa. Liên Rom xanh nói phải lắm. Từ nay chúng ta đừng tấn công và ăn thịt con người nữa. Con trai của ta, cảm ơn con đã trở về và mang đến những điều tốt lành. Hoàng tử, ngôi vị quốc vương của vương quốc này giờ xứng đáng để thuộc về con.
anh là người xứng đáng nhất để kế nghiệp vua cha. Người trông coi đàn ông. Ngày xưa, ở một núi rừng xa xôi nọ, có chàng Gali mồ côi từ thuở bé, mưu sinh bằng nghề chăn gia súc cho những nhà chủ giàu có trong vùng. Dù nghèo khó, nhưng Gali luôn lạc quan, chăm chỉ, lại hiền lành, luôn bị đám thanh niên trong vùng bày không ít trò hãm hại. Nào thằng em, đi đâu mà vội thế, không chào hỏi nhau tí? Lại đây các anh chia cho ít thức ăn, bấy lâu đã gây khó dễ cho chú rồi. Có cả nước trái cây nữa. Dạ tôi không dám. Mong là từ nay các anh đừng bày trò nữa. Thì muốn trêu chú tí. Chú tối thì lủi thủi trong cái liều hôi rình, cả ngày dính riết lấy bọn gia súc, cũng hôi chả kém. Thấy thương gì đâu á. Cảm ơn các anh, nhưng tôi thấy cuộc sống của tôi rất tuyệt. Thôi, phiền các anh cho tôi qua đi. Ấy, nhận lấy dùng đi chứ, không nhận là coi thường tụi này sao? Có thể chứ. Đó, tôi uống nước rồi nha. Thôi, các anh cho tôi đưa bầy gia súc lên, kẻo trưa rồi. Đây đi chú em. Để xem hôm nay số phận mày sẽ đi về đâu. Lúc nào bọn điền chủ cũng chỉ thuê nó làm việc, trả công cho nó nhiều hơn anh em ta. Thấy mà chướng mắt. Lạ quá, sao mới sáng ra mình đã không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Hành động đi, chai nước tẩm thuốc mê của chúng ta có tác dụng rồi, nó ngủ say như chết rồi. Phá tàn hoàng hết đi. Trời ơi, chuyện gì thế này? Sao bọn gia súc lại nhào hết xuống ruộng? Đi mau, lên bờ mau. Trời ơi, tôi thực sự không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì nữa. Kẻ vô dụng, đừng nói thêm gì nữa. Người mà cuốn gói khỏi vùng này, toàn bộ tiền công cán của người lâu nay sẽ tịch thu trừ thiệt hại. Gali rời đi trong nỗi oan ức. Chưa bao giờ chàng trai lạc quan lại thấy rối ren, mất phương hướng như vậy. Cậu đi nhiều ngày tháng, cầm cự bằng trái rừng, nước suối, đến một thảo nguyên xa lạ thì gần như kiệt sức. Ngài đi đâu thế ạ? Hỡi người khổng lồ. Chàng trai này nhìn thấy ta không giật mình, không sợ hay sao? Hành tinh rộng lớn thế này dành cho tất cả mọi người sinh sống. Chúng ta giàu có, nghèo có, cao béo, thấp gầy đều có, sợ gì mới được chứ. Tôi chỉ thấy bộ râu của ngài thật đẹp mà thôi. Cảm ơn lời khen. Cậu đúng là chẳng sợ gì cả. Có muốn làm việc cho ta không? Cậu biết làm những gì nào? Tôi là một người chăn gia súc. Quá tuyệt. Thế thì đúng người ta cần tìm rồi. Hãy đến trồng nơm đàn ông giúp ta. Thật sự tôi rất cần công việc. Nhưng thú thật với ngài, Tôi vì để sống cả đàn gia súc đi phá phách hoa màu mà phải rời khỏi làng cũ. Tôi... Nhẽ ra lúc nhận việc này cậu phải nói tốt về bản thân. Sự cố như thế có thể là có người hại cậu thì sao? Dù là gì đi nữa, trách nhiệm cuối cùng là của tôi. Là tôi đã không giữ uy tín. Ta vẫn sẽ cho cậu thử việc. Nhưng phải nói trước là nếu cậu làm mất một con ong thì không còn cơ hội nữa. Nào, hãy theo ta. Dạ, cảm ơn ngài. Nhưng trước hết, hãy về nhà ta ăn chút gì đã. Cậu trông kiệt sức quá rồi. Sau đó, Gali đã bắt tay vào việc trông coi đàn ong rất tốt. Đó là một đàn ong lạ kỳ. Hàng trăm ngàn con ong cùng sống trong một cái tổ tí hon. Mỗi sáng, Gali đập nhẹ vào tổ ong để bầy ong đi hút nhụy. Chúng không bỏ qua một bông hoa nào trên cánh đồng. Tối đến, chúng trở về. Cậu lại đếm về chẳng sót một con. Bầy ong này với ta rất quan trọng.
chúng sống rất lâu. Chỉ cần sự chăm sóc tốt thì tuyệt không rời tổ. Chúng tạo ra thứ mật giúp ta sinh tồn. Ta dạo này sức khỏe yếu, thật cần cậu giúp đỡ. Lúc khó khăn nhất, ngài đã cho tôi ở lại. Tôi xin dốc hết sức ạ. Một thời gian sau. Thời gian qua đi, Gali thốt bụng ở lại trông coi đàn ông và sớm tối bên người Tí Hon khi sức khỏe ông ngày càng yếu đi nhiều. Ôi, hương hoa này thật lạ. Nó không phải từ cánh đồng hoa của chúng ta. Đó là hương hoa Huệ từ vương quốc Munet, cách đây không xa. Trị vì bởi vị nữ hoàng xinh đẹp nhưng quái tính, ít ai lui tới để tránh phiền phức. Loài hoa Huệ thơm tuyệt vời ấy sẽ cho ra thứ mật quý hiếm. Thứ mật đó ta luôn ao ước. Có nó sức khỏe ta sẽ tốt lên. Nhưng để tới được cánh đồng hoa Huệ xin giống hoa thì phải vượt qua thử thách nữ hoàng ấy đặt ra. Vậy tôi sẽ đi và mang về cho ngài. Ngài chờ tôi nha. Gali mang theo tổ ông kỳ diệu của người Tí Hon đi một mạch đến xứ sở hoa Huệ. Dạ, ta là Gali, người chăn gia súc. Ta đến muốn vượt qua thử thách của nữ hoàng để xin được giống hoa Huệ ở xứ này về ạ. Một người chăn gia súc ư? Cậu có gan thì hãy thử ngay đi. Nhưng ta báo trước, nếu không làm nổi thì sẽ mất mạng đấy. Đấy là cái giá phải trả để có được giống hoa quý. Giờ tôi sẽ thử sức. Nếu nhỡ tôi không vượt qua thử thách, xin cho tôi thêm một ngày về nhà vì có người đang chờ tôi. Được rồi, mau theo ta. Đúng là hương thơm này. Trong cánh đồng hoa Huệ bát ngát này, ta đã bố trí một bó Huệ giả, chia nhỏ từng bông đặt ngẫu nhiên. Nội trong ngày hôm nay, cậu phải tìm ra nó không thiếu một bông. Bắt đầu đi. Mất cả tháng, có khi mình cũng không thấy bó hoa Huệ giả trong hàng ngàn hàng vạn bông hoa thế này. Đã đến đây rồi, dẫu phải mất mạng, ta cũng sẽ gửi đàn ông về với ngài Tí Hon và mật ngọt từ hoa Huệ để ngài ấy dùng. Nào, những chú ong bé nhỏ, hãy chạy lấy mật đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Đây có lẽ sẽ là lần cuối ta được trông coi các chú đấy. Nhưng chính lúc tuyệt vọng nhất, bầy ong nhỏ bé lại giúp Gali thực hiện điều tưởng như không thể. Đúng rồi, những bông hoa giả không hương nằm ở những nơi mà lũ ong tránh không đậu vào. Ta chỉ cần gom lấy, hy vọng sẽ kịp trước khi mặt trời lặn. Không thiếu một bông, chàng đúng là người tinh tế ta tìm kiếm. Hãy bỏ chiếc mũ đang đội ra đi, vì chàng sẽ phải đội vương miện. Hãy là chồng ta và trở thành vua của xứ sở này. Ta đang cầu hôn chàng đó. Xin tạ nữ hoàng đã chiếu cố. Nhưng thực sự ta đã quá quen thuộc với chiếc mũ trên đầu mình. Ta không quen với vương miện hay một thứ sao hoa nào khác. Bây giờ ta chỉ xin được lấy giống hoa Huệ vì đã vượt qua thử thách thôi. Tuyệt quá, thật may là các chú đã tập hợp về tổ nhanh chóng trước khi nữ hoàng đó đến. Chúng ta sẽ về nhân giống Huệ đây, ngài Tí Hon sẽ mừng lắm. Cậu đã trở về thật rồi. Chẳng ai biết giờ đây Gali vẫn trông coi đàn ông hay đã kết hôn cùng nàng tiên nào. Chỉ biết rằng cậu là người đầu tiên từ chối trở thành đức vua của một xứ sở để làm một người chăn gia súc ân nghĩa với cuộc sống mà cậu luôn cho là tuyệt nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!